Sao sẵn sàng hết trên này thế bác? Về hàng à? Bán rồi. À bán rồi. Cái này nhìn quen thế nhỉ? Ở trong. À. Cái này ông ấy ông gửi à? Hả? Ông thì nằm đây rồi này. Gửi đi đâu bây giờ? À, sang bên An Hồng Viên. À, gửi mang cái ông Xanh à? Mang Bắc Khanh à? Tên An Hồng Viên. Cả mấy cây này mang sang đấy đúng không? Ờ. Chở hết sang đấy. Cây này thì của Bắc Khanh à? Khanh bên An Hồng Viên. Đây có cái ổi khiếp đấy nhỉ? À, mẫu đơn này. Củ khiếp ác đấy. Nguyên ta thì đấy. Bố à. Người ta đấy 4 triệu bạc người ta đấy mà. À đây là người ta mua rồi à? Gửi đây gì 4 triệu. Ổi này thì sao Dương? Cái ổi đấy 3 triệu. Còn cây này? Đó, sổ đúng 10 triệu. 10 triệu. Lớn đấy. Ôi. Chuối này vừa 6 triệu. Hả? Chuối này vừa 6 triệu. 6 triệu à? Tốt quá. Chất lượng đẹp. Giá là do mình... 6 triệu 10 cây. 10 cây. Bán 9 cây rồi còn 1 cây. Còn 1 cây. 1 cây tôi lấy 500. Chắc người ta mua là lấy cái tượng. Một cây được không? Cho cây xe rồi. Con đấy lấy của bác Trương không biết bao nhiêu. Đây đấy, hay nhỉ? Xì. Đang ở cái chỗ buổi tối đấy. Của bác này lấy cái xì của anh Trương. Đây. Thế rồi. Xe ô tô này. Đấy. Này tụt quần à? Đây là 10 triệu đây à? Cái này 10 triệu đây này. Bệt đấy nhỉ? Làm chấp xuống thì tuyệt vời. Cái này có cái đoạn dễ lão. Muốn làm gì không? Làm thôi. Tối mà. Bệt 10 triệu kìa. Đây thì bệ rất là sạch. Nó cốt chậu rồi. Cốt chậu. Tất nhiên nó không bệ không nhiều nhưng mà nó là cốt chậu. Nhìn nó ngàn cái dấu thời gian trên cái chậu. Rất là sạch. Đây là làm với tự nhiên. Nên muốn nắn nhẹ làm tự nhiên cứ lên là thì là giữ lại cũng không bỏ đi nhiều. Cái sột 10 triệu. 10 triệu. Khách cứ em một phần rồi em đẩy đường đồ. Lại bắt đầu nắng rồi. À sung đấy gì? Cái này thì mấy chục triệu đây. Quả đây. 2 triệu. Hai triệu. Nghe nhập kiểu 22 triệu. 2 lần, 3 lần. Xung nhiều quá ra cái kia thì lọt vào mắt bác nào thì là mỗi bác thôi. À, bác nào yêu thích thì dài này thì chơi được quả nhiều nắng lắm quả nhiều đấy. Đây của bác Dương cái sộp thì sạch để làm lùm tí nữa nó làm cây hơi lão ấy. Cái trực lão thì đẹp, không có nhìn thấy là gậy. Còn dễ làm cái gậy thì bởi nó cũng được. Ok, để em xem cái này. Về hả anh? Con Tùng này thì bao nhiêu đấy? Về để nghiên cứu. Gặp khách thích nhưng mà khách rón rén như mình thì buồn.
giấy thì giấy vẫn với lại giấy tím, giấy tím thì phủ vẽ. Cái đợt trước có quay rồi các bạn, quay rồi vẫn khôi còn thiếu này nuôi thêm cũng có tương lai. Chợ tan hết rồi các bác, hôm nay nó cũng vắng đấy, hôm nay vắng, hôm nay vắng, hôm nay vắng. Bán được nhiều không anh? Hôm nay bán được 20. Ui, có cả cái bánh răng này. Này ấy quá, khó quá. Dáng dấp thì được rồi, thì vội lấy bóng thì phải thế này thôi. Căng đấy, này. Giật nhiều, liền chưa? Liền rồi đâu. Này cũng nghệ thuật. Nghệ thuật cũng là nghệ thuật. Thôi để ra sang chỗ ông Nhạn xem có cái gì. Có cái cây gì chắc à? Cái gì đấy? Có tiền đấy ạ. Cái nó đang bảo 3 triệu. À, không phải của chú à? Đấy, phải là ông mạ đấy. À. Anh đi. À. Bán hộ à? Đấy, nó ừ. Sáng đã mở hàng cái nào chú? Cái này là cái gì ấy? À, rồi. Ừ. Được đấy nhỉ? Đã biết bao tiền. Của chú đến 2 triệu rưỡi. Của chú gì? Bên này được đấy. Đứa đỏ chót luôn. Thì chắc đây nó đòi 3 triệu thì bán nó mắt. Có nhỉ? Ừ. Có. Có đấy. À tí chú lại phải mang về à? Ừ, mang về cho nó đây. Khó lắm. 3 triệu thì khó. Không nhận được đâu, khách tao cho giảm giá. Cái này nói 3 triệu được. Cái này mình mua được rẻ. Ừ. Mua cái phôi của nó về mới nuôi được từng từng đấy. Vâng. Nhìn cũng ngắn cũng béo lại thích nhỉ. Đây của ông Ti. Cái của mình cũng còn dự bán được cái này đây rồi 3 triệu. Tôi bảo chắc ông lại mua cái chậu đó mấy trăm. Chậu này thì giảm mấy. Chỉ đến 100%. Bóng thì nhìn xa xa cũng phải ổn nhưng mà thân cốt thì chẳng quá. Cốt nó mượn nhiều thứ lắm. Đúng rồi. Cái gọn kia nó mượn. Chắc ông này để ở đâu yếu quá. Nga nó chỉ còn lắc. Ừ, nhìn nó bợt. Nhìn nó cớm nó bợt, bợt nhợt. Cái này thì làm xinh xinh thôi. Thôi. Xinh xinh bóng. Đầy đầy bóng xinh xinh thôi. Chơi bóng. Đấy. Đây cũng cũng à đây lộc vừng. Ổi cái này ổi cái này. Ổi. Ổi là mấy tiền chứ? Ổi 1,5 triệu. Đấy ổi. Lộc vừng này là 1 triệu. Triệu cái này.
triệu rưỡi xanh. Xanh làm thế ra là vui. Ngại, ngại quá em ơi. Không sao cả. Toàn đi hút dạo này. Được rồi, ông lại vào ngồi cho mát, không có lại nặng. Cây này thì hôm trước có quay rồi. Đấy, cứ ra là ông lại cho ăn thuốc này. Đâm là nghiện, cứ phải ra. Được rồi. Có cây này thì nhìn nó yêu yêu nhút nhút này. Cái này thì bán hộp. Nói chung là giờ thuộc ba cái cây thuộc dòng cây đại loại cây gọi là cây nghệ thuật thì vẫn. Thật ra cây cảnh thì cái nào cũng là cây nghệ thuật thôi, nhưng mà để nói thì ý của nó là cây mà nó không có những cái dáng xưa gọi là quy định ý, thì ta cứ vo thành cây nghệ thuật. Chào các ông nhá. Đó là cái văn hóa đi chợ ra. Cây muộn đi. À vâng, năm giờ mới thoát được tí việc ra được. Giờ này cây cối chậu chiếc ác phết nhỉ. Thì cây mai này bao tiền? Mai 700. Trăm một cây dưới kia. Cây kia trăm cây dưới cái dưới. Cây dưới đây. Đấy. 500. Được. Ok. Đấy, sạch sẽ này lên cái rồi nói tiền dễ. Thật. Nay mở hàng cái nào chú? Mà bạn là 2 cây. Đúng rồi, hôm nay ít người đi. Cảm ơn chú nhé. Rồi, đó là do này kia.